Hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và em mới cập nhật được một thông tin cực kỳ nóng quý vị ơi. Đây có lẽ là một thông tin vui. Đó, từ phía bên gia đình của chị Hà có thông tin rằng đã liên kết được, tìm hiểu được cái nơi mà anh Tuấn đem chiếc xà lan đó đến sửa rồi. Đó, thì em nói mọi người là gia đình đã tìm được cái địa chỉ rồi. Nhưng mà không biết là ở đây là có chính xác, ở đây là đã tìm được cái thông tin là cái xà lan hỏng máy hay không. Bởi vì có cái điệp viên của em có nói rằng ấy là ngày hôm qua, đó, đêm ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua ấy, thì có thấy anh Vũ cùng với lại gia đình bên chị Hà là có mặt ở phía mà em nói với tất cả mọi người là cảng Mỹ Thới. Đó, thì em nói với tất cả mọi người là có mặt ở cảng Mỹ Thới để làm gì? Thì chắc chắn rằng ở đây á, là họ sẽ đi loanh quanh để tìm những cái nơi mà sửa chữa xà lan mà gia đình chị Hà hay sửa. Em nói với tất cả mọi người là ví dụ như cái mối mà sửa máy móc xà lan ấy, thì chắc chắn nó chỉ có một hai chỗ để mà gia đình quen biết thôi. Đó, đã sửa máy xà lan là phải sửa cái chỗ mà gia đình quen biết. Thì theo chia sẻ của cái điệp viên 009 của em nó có nói ấy, là có thấy bên gia đình chị Hà có cả Kim Linh luôn. Đó, là có đi ở cái phía bên cảng Mỹ Thới đó để tìm cái gì đó. Thì em nói với mọi người rằng ở đây á, cảng Mỹ Thới thì nó lại trùng hợp với những cái gì mà dì Năm nói. Đó là cái nơi mà anh Tuấn nói là anh sẽ lên trên đó để đậu. Thì bây giờ em nói với mọi người là ở chỗ đó anh Tuấn hay đậu ở đâu? Và tại sao nó lại là nằm ở trên cảng Mỹ Thới đó? Bởi vì sao? Anh Tuấn nói rằng là lúc đó xà lan hư, xà lan bị đứng máy là do cắm cái chân vịt đó xuống sâu để cho bùn nổi lên để mong tìm được chị Hà. Thì lúc đó thì anh Tuấn có đạt hết ga hết số thì đã đứng máy, và sau đó khi cái xác chị Hà mới nổi lên thì anh Tuấn đã gọi ngay cho Dượng Chín là kè xà lan đó đem lên cảng Mỹ Thới để sửa. Nhưng mà chúng ta tưởng chừng như là anh Tuấn với lại là Dượng Chín, nhưng mà không, anh Tuấn lúc đó đang bên ở bên phường đồn công an, và ông Dượng Chín này đã gọi không ai khác chính là ông Dượng Mười đã đến để cùng nhau kè xà lan đó đem đi sửa. Và chắc chắn rằng gia đình sẽ không thể nào đến hỏi anh Tuấn, hỏi Dượng Mười, hỏi Dượng Chín là xà lan sửa ở đâu, xà lan sửa bao nhiêu, xà lan hỏng cái gì, mà gia đình sẽ tự tìm kiếm đến cái nơi mà sửa xà lan đó để làm cái thông tin xác thực là ngày hôm đó, những cái ngày đó thì có xà lan của anh Tuấn sửa ở đây hay không. Bởi vì em nói mọi người nha, chỉ cần em nói mọi người dân chạy xà lan nha, nhà nào có xà lan ở trong cái xã, trong cái huyện đó là ai cũng biết. Bởi vì là cái mối hàng nhận hàng, giao hàng, nhắc đến tên của anh Tuấn và chị Hà thì chắc chắn ai cũng biết. Bởi vì là trong cái ngành đó, cái xà lan mà 800 tấn, 1.000 tấn nó rất là lớn, nó tài sản rất là lớn. Nên là ai mà có thì nó ít lắm quý vị, nó không phải là cả cái huyện đó, cả ngàn chiếc đâu. Nó chỉ có được bao nhiêu nhà đó thì chắc chắn rằng gia đình ở bên cảng Mỹ Thới đó là sẽ tiếp cận được cái nguồn thông tin là cái xà lan ngày hôm đó đem đi sửa ở đâu và sửa cái gì. Bây giờ em nói với tất cả mọi người như thế này, chúng ta đặt ra một tình huống. Ví dụ như gia đình mà tìm được cái cửa hàng đó nha, mà có thông tin ở đây là không có bất cứ chiếc xà lan nào của anh Tuấn được kè đến đó để sửa. Và cái thứ hai là xà lan có đem đến đó nhưng mà không phải sửa máy. Thì quý vị các bạn sẽ đánh giá như thế nào? Bởi vì em nói mọi người là ví dụ chúng ta cũng được biết rằng là một chiếc xà lan rất là khó để mà làm máy, để hư máy. Bởi vì nếu mà để hư máy về cái vấn đề là đạp hết ga thì không bao giờ có. Bởi vì cái tốc độ của tua máy thì các kỹ sư họ đã nghiên cứu rồi, không bao giờ mà đạp hết ga mà đứng máy được hết. Còn nói là sụp dưới bùn thì không thể, bởi vì chỗ đó sâu 30 mét thì làm sao anh sụp xuống dưới bùn được. Đó, đây là gia đình của chị Hà có ở cảng Mỹ Thới để xác minh rất nhiều nguồn thông tin. Bởi vì dì Năm có nói rằng là trước lúc mất là chị Hà có điện cho dì Năm và nói rằng anh Tuấn, anh em muốn lên trên cảng Mỹ Thới đậu. Bởi vì cảng Mỹ Thới đó là chốn ăn chơi nha, là cái chốn ăn chơi cờ bạc, đĩ điếm, gái gú. Thì chắc chắn gia đình sẽ tìm hiểu thông tin từ đó và nó sẽ lộ ra rất nhiều những cái manh mối mới. Bây giờ em nói mọi người là lên trên cảng Mỹ Thới đó mà nhắc tên Tuấn thì chắc chắn ai cũng biết. Đó, và gia đình thì lại đang cần tìm những cái thông tin về cái vấn đề là sửa xà lan. Đó, xà lan hư cái gì. Vậy thì em nói mọi người rằng là bây giờ nếu như tìm được cái bằng chứng mà anh Tuấn không sửa xà lan ở trên cảng Mỹ Thới đó, vậy thì xà lan đã được đánh đi đâu? Mà em nói với tất cả mọi người nhá, nhiều người chạy xà lan kinh nghiệm họ nói rằng ấy, là làm máy của một chiếc xà lan ấy, nó không bao giờ có chuyện 1-2 ngày đâu. Nó phải nằm giá 1 tuần là ít. Bởi vì làm máy nó rất là phức tạp. Làm máy thì cái vấn đề là đạp để đứng máy nó rất là khó. Người ta nói rằng là rất là khó để xảy ra.
trừ khi anh để hết dầu nhớt thì nó mới có thể đứng máy thôi, hay là trong cái trường hợp đặc biệt là anh mắc cạn. Chứ còn đây là cái vị trí giữa dòng sông thì không thể nào mà anh mắc cạn được, và anh cũng không thể nào anh đạp hết ga mà đứng máy được. Nên là những cái thông tin về vụ việc này vẫn đang được tiếp tục, gia đình nha, gia đình chị Hà đang tiếp tục đến cảng bị thới đó để điều tra. Và em nói với mọi người rằng ấy, gia đình sẽ âm thầm làm đó. Điệp viên của em cũng nói rằng là ở đây ấy, là gia đình sẽ đi lên trên đó để gặp những cái nơi mà sửa xà lan, sửa chữa xà lan ấy, có thấy gia đình đi lên đó. Và em nói với tất cả mọi người ấy, mà lên cảng bị thới thì là một cái điều rất đúng đắn, bởi vì em nói với tất cả mọi người là gia đình đã âm thầm đến cái vị trí cầu Vàm Cống đó để lặn tìm vật chứng. Quý vị thấy không, lặn khi mà lặn được rồi thì mới thông báo là đã tìm được vật chứng ở đó, nằm ở đó rồi, và đã mời cơ quan chức năng đến đó để làm chứng, để đưa vật chứng lên. Chúng ta còn chưa biết cái vật chứng đó nó liệu có phải là cái vật neo hay không, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là cái vật đó nó là cái vật gì đó nó vô tình nó nằm ở đó. Vậy thì nếu như cái vật cây láp và chân vịt đó nó là vô tình thì cái gì nó nằm ở dưới dòng sông kia mà để giữ chị Hà được 12 ngày? Thì tất cả chúng ta vẫn đang đợi cái kết quả. Em nói mọi người rằng là đã 5 tháng trôi qua, tất cả người dân của chúng ta đều mong muốn một cái kết quả tốt đẹp nhất, đó chính là cái nguyên nhân chị Hà ra đi. Tại sao lại có thể nó là gạch một cái, hầy một cái, và nó phát ra một tiếng động lớn ở giữa dòng sông nơi chị Hà bị cuốn đi? Thì em hỏi mọi người là cái dòng sông đang chảy giữa dòng sông sâu 30 mét thì lấy cái gì mà giữ đây? Nếu như mà bạn mắc phải gốc cây, mắc phải cái gì đó thì lúc ra tìm đã thấy rồi, đúng không? Khi mà gia đình đã tìm ở đó 4 ngày và không thấy bất cứ một cái vật chứng nào, vậy thì cơ quan chức năng họ sẽ tìm hiểu xem là cái nguyên nhân cái xác còn nguyên vẹn mà nằm ở dòng sông Vàm Cống kia 12 ngày, thì đó mới là cái câu trả lời cho gia đình, và lúc đó thì vụ việc mới được kết thúc. Nhưng ha, buổi sáng ngày hôm nay khi em nhận được cái thông tin đó là gia đình đã có mặt ở trên đó suốt từ đêm chiều ngày hôm qua đến tận bây giờ để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm vật chứng và tìm kiếm những cái chứng cứ, và sẽ không phải chỉ là cái vật chứng không đâu mà tìm luôn cả nhân chứng. Bởi vì biết đâu á, cái ngày anh Tuấn đánh xà lan lên đây để sửa ấy, thì vẫn phải có nhân chứng để tiếp nhận. Thì người đó là ai? Cái người mà trực tiếp sửa máy là ai? Nếu như chúng ta ví dụ là cái máy anh Tuấn hư đi, cái người sửa là ai? Đó, em cũng đang mong là cái xà lan sẽ được đánh đến đó để xem nó có điều gì bất thường hay không, và Dượng 9 với Dượng 10 đã nói gì cái chủ tiệm đó. Bởi vì gia đình bây giờ nha là đang tìm kiếm vật chứng và bằng chứng. Ví dụ như mà tìm được cả một cái vật chứng, cả nhân chứng, thì em nói mọi người là vụ việc nó sẽ sáng tỏ. Bây giờ nếu như mà cái ông chủ của cái nơi mà sửa chữa tàu xà lan kia mà nói rằng hôm đó Dượng 9 có đánh xà lan tới đó và có sửa cái này cái kia nhưng mà không sửa máy chẳng hạn, hay là hôm đó có đến đây nhờ tôi phá két sắt chẳng hạn, hay là một cái điều gì đó, thì chúng ta cũng không thể biết được. Nhưng mà em tin chắc khi gia đình đã chọn một cái điểm đến là cảng Mỹ Thới thì chắc chắn gia đình đã biết được một cái thông tin nào đó thì gia đình mới đến. Chứ em nói mọi người là bây giờ cảng Mỹ Thới có bao nhiêu cái tiệm sửa xà lan, nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, đúng không? Làm sao mà có chuyện mà cả các huyện để sửa xà lan được? Thì anh Tuấn sửa ở đâu? Thì gia đình bây giờ cũng chỉ xác minh thôi. Bây giờ tất cả chúng ta ở đây là không có quyền để phán anh Tuấn là có tội, mà chỉ chúng ta chỉ có cái sự mâu thuẫn và nghi ngờ. Bởi vì sao? Gia đình chị Hà đã khẳng định anh Tuấn là cái người ra tay với chị Hà, còn chúng ta đây thì làm gì có quyền, chúng ta đây chỉ là người dân và đưa ra cái nhận định. Cháu ở đây có thể nói là Kim Linh và mẹ chị Hà có cái quyền được nghi ngờ, bởi vì đấy là người thân cận của người ta. Người ta mất người ta phải nghi ngờ là đúng thôi, bởi vì người ta đã biết chứng kiến biết bao nhiêu cái trận đòn roi cãi cọ đó hai vợ chồng gây ra. Và chính dì Năm cũng là cái người mà đã nói rằng là bà chị Hà là khuyên bỏ anh Tuấn đi, đừng có ở với anh Tuấn nữa, và coi anh Tuấn như là thằng chồng ngờ thôi đó. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì tất cả chúng ta đã theo dõi vụ việc là đã được 5 tháng đó, 5 tháng trôi qua, và cái bằng chứng là chúng ta chỉ có được duy nhất là cái lát và cái chân vịt kia 50 kg. Đấy là theo cái thông tin từ bên gia đình chia sẻ, còn lại cơ quan chức năng họ chưa công bố là cái vật đó nó liệu có phải là vật chứng hay không. Và nếu quý vị và các bạn thử nghĩ đi, nếu như mà trong ngày hôm nay đó, trong ngày hôm nay ha, mà gia đình lên trên đó mà có thể nói là tìm được một cái gì đó, tìm được cái vật chứng nào đó, thì có thể là nó sẽ khác, và có thể là nó sẽ tìm được một cái gì đó, thì lúc đó thì chúng ta cảm thấy thế rất là vui. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng hiện nay tất cả chúng ta đang mong chờ gia đình sẽ tìm được những cái vật chứng, nhân chứng nào đó mà chúng ta nghi ngờ, và có thể những cái vật chứng và nhân chứng đó nó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều những cái thông tin mà chúng ta sẽ gọi là không phải gọi là nghi ngờ và đợi chờ nữa. Ví dụ như anh Tuấn mà cũng có, anh Tuấn mà không có tội thì cũng phải chứng minh là anh Tuấn không liên quan gì. Còn nếu như anh Tuấn mà có tội thì cũng cần phải xử lý. Bởi vì gia đình bây giờ họ chỉ cần câu trả lời, họ không phải là họ cắm kim chắc chắn anh
anh Tuấn là cái người gây ra mà họ chỉ nghi ngờ bởi vì chỉ có hai người đi trên xà lan. Thì em nói mọi người rằng là gia đình của Hà bất ngờ xuất hiện trên dòng sông Hồng Cống ấy, xuất hiện trên cái cảng Mỹ Thới ấy, để tìm hiểu xem là cái xà lan đó sửa ở đâu là rất là hợp lý. Bởi vì em nói mọi người là bây giờ chúng ta cần phải nắm rõ nha, đầu tiên nhất là cái xà lan đó hư vì cái mục đích gì, vì cái lý do gì đó. Bởi vì cái ông mà sửa xà lan họ họ sẽ hiểu, họ sẽ biết hết là cái nguyên nhân hư máy này này là nó do đâu, liệu nó có phải là do đạp hết ga cắm xuống bùn không, hay là vì cái gì đó mắc phải chân vịt, mắc phải cánh quạt, mắc phải cái gì đó bánh lái, đúng không? Thì chúng ta không biết được và chúng ta chỉ có thể là phỏng đoán. Nhưng mà phải có một cái điều sự thật là khi chị Hà mới đỡ lên thì Dượng Chín, anh Tuấn đã ra lệnh cho Dượng Chín là đánh ngay chiếc xà lan rời khỏi hiện trường, đỡ lù bù. Thì chúng ta lại nghĩ rằng là đánh xà lan đi để xóa dấu vết, đúng không? Bởi vì là lúc đó chúng ta không có cái suy nghĩ nào khác cả. Vợ thì không lo về để lo tang lễ, đúng không? Không lo về để lo tang lễ cho vợ mình mà lại đánh xà lan đem đi sửa. Có nghĩa là đang đặt chiếc xà lan đó nó quan trọng hơn là cái việc là về lo hậu sự cho vợ mình. Thì chúng ta không nghi ngờ là đúng rồi, đúng không? Nên là em nói với tất cả mọi người rằng tất cả chúng ta hiện nay đang rất là mong muốn nó sẽ có cái kết quả. Làm sao có chuyện mà em nói mọi người là chỉ vì 1 triệu đồng mà chị Hà nhảy sông được, mà trước khi nhảy sông chị Hà lại vẫn gọi cho con gái nói chuyện bình thường và không có bất cứ một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là ở đây cái nguyên nhân đấy, nguyên nhân là do vì 1 triệu này mà nhảy sông, mà nó vì một cái lý do khác. Bởi vì em nói tất cả mọi người là nếu như mà chị Hà nhảy sông thì có phải là cái tâm lý nó đã lộ ra cách đây 2-3 ngày trước rồi, đúng không? Để trước khi chị nhảy xuống chị phải có cái điều gì đó rồi, mà trong cái đó chỉ có cách đây 1 phút thôi vẫn gọi con gái nói chuyện bình thường mà không có một cái lời chăn chối dặn dò nào hết, mà trong khi đó hai đứa con vẫn còn nhỏ, tài sản có mà lại nhảy sông thì đó là vô lý vô cùng. Nên là em cũng rất là mong trong cái thông tin mới nhất này gia đình sẽ tìm được cái nhân chứng, tìm được vật chứng và tìm được những cái bằng chứng để có thể chứng minh rằng xà lan không hư hay là xà lan hư nhưng mà sửa cái gì. Thì quý vị khán giả có thể là góp ý bên dưới video này, mọi người có thể là bình luận bên dưới video này hay là để lại cái lời bình luận bên dưới hay là thả tin ủng hộ em để em có thêm năng lực ra thêm nhiều clip mới. Và em sẽ cập nhật những thông tin và diễn biến liên tục để gửi cho tất cả quý vị khán giả, nên là mọi người yên tâm nha. Chào tất cả mọi người, chào mọi người nha.